Hồi nào giờ hết? Tôi biết là cũng 1-200 năm nay rồi, những người trước đây cha mẹ ông bà tôi ở đây mà cũng chưa có, tới tôi là năm nay là 70 mấy tuổi rồi mới có hiện tượng này xảy ra lần thứ nhất á. Mỗi ngày nó xuống tắt vậy đó. Nửa tháng này, hôm qua này bắt đầu nó rất nhiều. Rất mà nghe là muốn chuyển động rồi. Tôi đồ dưới nhà làm thấy nó muốn cái kỳ là hơi khác là thường mọi bữa. Thì nó tối nhỏ này ngủ thì nó cũng nghe là hai chồng đôi đương là ngủ thì nó lên nó nói rắc rắc thôi, không dám ngủ. Thì nó lên vừa 15 phút thì nó chạy xuống nó kêu hai chó thì nó sập rồi. Hai chó mắc kẹt trong. Nếu mà không rắc rắc thì không có tôn mà kêu thì hai chồng nó ngủ dưới luôn xong rồi. Cũng khiến bị có tôn nó kêu cái nó giật mình không ngủ. Thì nói đúng là không phải là làm gì. Coi như là nhà sạch vậy thôi chứ không phải gì. Nói ngay thì sực tế ra thì mình biết là mình dự trù là cũng phải sụp. Vì mình có hiện tượng thấy rõ rồi, nhưng mà không biết ngày giờ nào vậy thôi. Biết sụp mà không biết ngày giờ. Không có la gì đâu, la thì có mấy shop này có đâu có nhiều người đâu la. Không có la. Chỉ là nó có làm em ru à. Rồi đó trời ơi sập lỡ rồi lỡ dòm nhìn thấy là thôi vậy thì bắt đầu ngồi tới sáng luôn, uống nước trà ngồi để sáng chứ. Anh em cơ quan ta tới ta làm gì á. Tại không có phương pháp nào làm cái đầm đâu, không có phương pháp mà. Rồi có hai chó mắc kẹt cổng là bị cái nhà này bắt đầu là có hai vợ chồng ngủ dưới vừa lên 15 phút à. Là lúc nó chưa có sạc. Thì vừa lên nhà xong rồi là trời ơi còn trở xuống kêu hai con chó thì xuống thì nó sập rồi. Là hai chó còn mắc kẹt trong rồi kêu cái hai chó nó cũng ra được. Rồi xong. Cũng đang lo chứ, biết không biết nó còn nữa hay không. Ví dụ tình hình thiên tai mà mình cũng biết không ai lường trước được nó mức độ nó thế nào. Cho nên là ở đây thì bà con cũng hơi hoang mang chút. Nói đúng ra những cái hộ mở cặp sông thì lúc nào cũng vậy nó thấy, nhưng mà điều cực chân đã quá là không có nơi ăn chúng ở, cho nên buộc lòng phải cất sàn mở thôi chứ đâu có ai thích đâu. Bây giờ qua cái sạt lở này thì nó đã bị sập 5 căn nhà, thì tổng giá trị thiệt hại nhà tài sản thì ước tính khoảng 250 triệu, còn sạt lở cái tuyến đường khoảng 100 mét khoảng là 300 triệu, tổng cái sạt lở dự kiến khoảng 550 triệu.